mọi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ review cục Rubik 500 trước. Cục Rubik 500 này được mua với giá 85.000. Mắc hơn cục Rubik không còn 500 30.000. Cục này chỉ có 55.000 thôi. Cục 500 chơi khá là mượt, nhưng tuy nhiên khi chơi nhiều ngày hoặc nhiều năm nhiều tháng thì nó sẽ bị chóc cái sticker ra như thế này, và nó sẽ bị lỏng lẻo đi. Nó có tình trạng có thể rớt cái cục này khi chúng ta xoay. Chơi mua về mới chơi thì khá là mượt nè, các bạn có thể thấy. Còn đây, cục không có 500. Tuy là không có sticker, người ta dán vào, người ta không cần dán, người ta làm một cái bề mặt có màu sẵn như vậy. Nó có thể bị chày xước, nhưng nó không có bị chày sticker như thế này. Chơi thì không bằng mượt bằng cái 500, nhưng tuy nhiên là chơi nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày thì nó có thể mượt hơn một chút và không có lỏng lẻo. Các bạn có thể vệ sinh cho nó, lấy cái khăn lau qua lau lại như thế này khá là dễ. Cái này chúng ta cũng có thể xài. Điều đầu tiên mình có thể thấy đó chính là Rubik Pyramid là một loại Rubik khá là dễ chơi, các bạn có thể học. Và các nhiều loại khác nhau, mình sẽ đưa ra những dẫn chứng cho thấy cục nào đáng mua hơn nhé. Đầu tiên, cục 500 chơi khá là mượt, chơi nhiều năm thì lỏng lẻo, có thể bị rớt ra và nó mắc. Còn cục không có 500 thì nó không lỏng lẻo khi chơi nhiều năm. Các bạn có thể mua cục không có 500 về chơi để tiết kiệm tiền và chơi lâu bền nhé. Và nếu như các bạn muốn sưu tầm Rubik thì bạn có thể mua hai loại Rubik về để trưng bày kệ của mình. Video tại đây đã dài nên mình xin kết thúc video tại đây nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tràn đầy tiếng cười.